quận Hai Bà Trưng là vùng đất nằm ở đông nam nội thành Hà Nội, trên nền đất xưa, vốn là một phần của huyện Thọ Xương, cộng với một số tổng của huyện Thanh Trì. Xa xưa, đây là vùng đất thuộc trấn Sơn Nam Thượng. Đường Hoàng Mai, chợ Mơ ngày nay, nằm trên con đường Cái Quan huyết mạch, con đường thiên lý Bắc Nam từ nghìn năm cũ. Quận Hai Bà Trưng phía Bắc giáp quận Hoàn Kiếm, phía Đông giáp sông Hồng, phía Tây giáp quận Đống Đa và Thanh Xuân, phía Nam giáp huyện Thanh Trì. Quận Hai Bà Trưng là cửa ngõ phía Nam kinh thành Thăng Long xưa, đến nay còn lưu lại tên gọi ba cửa ô. Ô Đồng Lầm còn gọi là ô Kim Liên, ô Cầu Rèn còn gọi là ô Thịnh Yên, ô Đống Mát hay còn gọi là ô Lương Yên. Sau ngày độc lập thuộc quận 7, đến năm 1961 là khu Hai Bà Trưng. Từ tháng 6 năm 1981 đến nay là quận Hai Bà Trưng. Trong quá trình phát triển của thủ đô Hà Nội, địa giới của quận Hai Bà Trưng ngày càng mở rộng với nhiều trường học từ mẫu giáo, phổ thông đến đại học, cùng nhiều nhà máy, xí nghiệp, bến cảng, chợ, bệnh viện, vườn hoa, đền chùa. Từ xa xưa, vùng đất này đã từng chứng kiến nhiều biến động thời cuộc, lưu dấu trong truyền thuyết, miếu đền. Những di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo đều tập trung đan xen rất phong phú. Có tới 104 đình chùa đền miếu, trong đó 30 di tích đã được nhà nước xếp hạng. Đặc biệt nổi tiếng là di tích lịch sử thiêng liêng mà quận vinh dự được mang tên Đền Hai Bà Trưng, lớn nhất cả nước, trong dân gian thường gọi là Đền Hai Bà. Tương truyền, sau khi Hai Bà Trưng tử tiết trên sông Hát năm 43 sau Công Nguyên, đã hóa thành tượng đá trôi chuyển đến ngang bãi Đồng Nhân bây giờ thì nổi lên. Người dân thương xót kính cẩn đưa về lập đền thờ. Hàng năm mở hội đền vào ngày 6 tháng 2 âm lịch để ghi nhớ ngày đón tượng từ sông lên. Lễ hội có nghi lễ rước nước sông Hồng, rước kiệu Hai Bà và thả đèn trên sóng nước Hồng Hà. Trải gần nghìn năm, đến năm 1160, đời vua Lý Anh Tông, đền được xây dựng lại ở phường Bố Cái, tức là bãi Đồng Nhân bên bờ sông Hồng. Năm 1819, vì bãi lở, dân rời đền vào trong đê, thuộc đất thôn Hương Viên, tổng Thanh Nhàn, huyện Thọ Xương, chính là địa điểm ngày nay. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép theo Đại Việt Sử Ký của Sử Gia Lê Văn Hưu thời Trần năm 1272, quyển 3 viết: họ Trưng giận thái thú nhà Hán bạo ngược, vung tay hô một tiếng mà quốc thống nước ta cơ hồ được khôi phục. Khí khái anh hùng há chỉ lúc sống dựng nước xưng vương, mà sau khi chết còn có thể chống ngăn tai họa. Phàm gặp những việc tai ương hạn lụt đến cầu đảo, không việc gì là không linh ứng. Cả bà Trưng em cũng thế. Vì là đàn bà mà có đức hạnh kẻ sĩ, cái khí hùng dũng trong khoảng trời đất không vì thân chết mà kém đi. Vua Tự Đức, vị vua nổi tiếng hay chữ triều Nguyễn, cũng ngưỡng mộ Hai Bà. Hai Bà Trưng thuộc phái Quần Thoa, thế mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn động cả triều đình Hán. Dẫu rằng thế lực cô đơn, không gặp thời thế, nhưng cũng đủ làm phấn khởi lòng người, lưu danh sử sách. Xin lưu ý, đây là ngôi đền lớn nhất trong hàng trăm đền miếu thờ Hai Bà Trưng cả nước mà người dân lập nên, không chỉ để bày tỏ lòng biết ơn những vị anh hùng dân tộc đã xả thân vì nghĩa lớn, mà còn bày tỏ lòng yêu nước và ý chí độc lập tự chủ của cả cộng đồng. Mảnh đất cửa ngõ phía Nam Thăng Long Hà Nội tự hào được mang tên hai vị vua bà, những anh hùng dân tộc đã phất cờ đánh tan quân xâm lược, dựng nền độc lập từ 2000 năm trước.
đến thời hiện đại, quận Hai Bà Trưng lại vô cùng tự hào gìn giữ những kỷ niệm nhiều lần được đón Bác Hồ kính yêu khi người sống và làm việc tại thủ đô. Chúng ta hãy nhớ lại một vài trong những sự kiện thiêng liêng đó. Lịch sử còn ghi, ngay sau thành công của cách mạng tháng 8, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Vào ngày 12 tháng Giêng năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm khu nội trú của sinh viên Việt Nam học xá nằm trong khu Đại học Bách Khoa ngày nay. Trong cuộc nói chuyện với sinh viên, người nói: chính phủ hiện giờ còn nghèo, sau này nước nhà hoàn toàn độc lập thì chính phủ có thể làm cho sinh hoạt của sinh viên dễ chịu hơn và sẽ gửi những người có tài đi du học ở nước ngoài. Trả lời câu hỏi của một sinh viên: bao giờ nước ta mới được thế giới công nhận? Người nói: cái đó mình Bác không trả lời được, mà do toàn thể đồng bào góp sức vào công cuộc kiến thiết xây dựng đất nước, chống giặc ngoại xâm. Trên cơ sở đó, nước nhà ngày một hùng mạnh, nhất định thế giới sớm công nhận ta. Rồi người đọc câu ca dao: nghèo khó chẳng ma nào nhìn, giàu sang có đến 3.000 chị em. Cả hội trường vỗ tay cười vang, kính phục một trí tuệ mênh mông, thấm đẫm truyền thống dân tộc, mà vẫn rất thể tất nhân tình. Giặc Pháp trở lại xâm chiếm nước ta, mưu toan biến dân ta thành nô lệ, nước ta thành thuộc địa một lần nữa. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đứng lên, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, anh dũng đánh trả bọn cướp nước. Người dân quận Hai Bà Trưng cũng hăng hái bước vào trường kỳ kháng chiến. Chúng tôi trở lại nơi những ngày đầu toàn quốc kháng chiến đã diễn ra trận đánh ác liệt giữa bộ đội ta và giặc Pháp. Không còn dấu vết gì của chiến trường xưa, hôm nay chợ Hôm đã trở thành một trung tâm thương mại lớn. Những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, cùng với Đồng Xuân, chợ Hôm đã diễn ra những trận đánh ác liệt, làm nên những trang vàng của lịch sử thủ đô kháng chiến. Có một tấm bia hậu thế dựng nên để đời đời tưởng nhớ. Có một câu chuyện cảm động. Chuyện kể rằng, những ngày đầu máu lửa toàn quốc kháng chiến, chợ Hôm thuộc địa bàn Liên Khu 2, trong một trận đánh ác liệt đánh trả thực dân Pháp gây hấn xâm lược, người thanh niên Vũ Văn Thành đã hy sinh anh dũng. Nhận được tin này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư chia buồn thống thiết gửi người cha anh Thành là bác sĩ Vũ Đình Tụng, một trí thức công giáo, bộ trưởng trong chính phủ Hồ Chí Minh, hội trưởng Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam ngày ấy. Trong thư có đoạn viết: tôi được báo cáo rằng con trai của ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột. Bức thư đã trở thành nổi tiếng, được truyền tụng như là bức thư của một người cha gửi một người cha. Những ngày tháng đó và cả sau này, hàng trăm nghìn người trẻ tuổi như Vũ Văn Thành đã lên đường cứu nước, tạo thành đoàn quân phụ tử, thành người lính Bác Hồ xả thân vì nghĩa lớn. Năm 1954, quận Hai Bà Trưng vinh dự là địa phương đầu tiên được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Việt Bắc trở về thủ đô. Người lưu lại quận một thời gian ngắn trước khi về Chủ tịch phủ. Ngày 11 tháng 1 năm 1960 đã xế chiều, trên công trường xây dựng công viên Thống Nhất bỗng có tiếng reo hò vang dậy: Bác Hồ đến, Bác Hồ đến. Mọi người nhìn thấy Bác đi cùng ban chỉ huy công trường đến một hố cây, cầm xẻng vun đất trồng một cây đa nhỏ xanh tươi, rồi xách nước tưới cho cây. Gần nửa thế kỷ đi qua, cây đa vạm vỡ đã trở thành điểm nhấn thiêng liêng, làm nên danh tiếng cho cả công viên. Người còn đến thăm nhiều nhà máy, trường học, viện nghiên cứu đặt trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thăm nhiều nhà dân, cán bộ, công nhân viên chức.
tất cả đã trở thành ký ức đẹp đẽ, thành hành trang quý báu trên con đường xây dựng quận, xây dựng thủ đô đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của người. Đặc biệt trong những ngày đầy xúc động tiến tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Cuộc sống của nhân dân quận Hai Bà Trưng trong kỷ nguyên đổi mới, hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng đang tưng bừng thay đổi. Tất cả đang ra sức thi đua thực hiện các dự án, kế hoạch xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, thể hiện trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được gắn liền với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư. Bước vào năm 2010, các nhiệm vụ đặt ra của chúng tôi đối với toàn thể quận Hai Bà Trưng là vẫn phải hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng đã được Hội đồng Nhân dân của quận vừa thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2009. Những nhiệm vụ trọng tâm và trước mắt trong năm 2010 của quận Hai Bà Trưng là: thứ nhất là chúng tôi vẫn phải tiếp tục tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và phát triển, đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong đó, ngay từ những tháng đầu của năm 2010 là tập trung vào các công trình, các dự án để chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Nhiều phong trào thi đua như lao động giỏi phát triển kinh tế, thi đua dạy tốt, học tốt diễn ra sôi nổi trong toàn quận. Công tác giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng được đánh giá cao. Phòng giáo dục và đào tạo quận đạt 13 trên 13 chỉ tiêu tốt. Công tác công đoàn và công tác xã hội hóa được đánh giá là đơn vị dẫn đầu thi đua thành phố. Một không khí tươi trẻ, sôi nổi đang lan tỏa từng ngày trong các nhà trường với việc xây dựng mô hình nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch. Hướng tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, hưởng ứng phong trào thi đua của thành phố nói chung, của ngành giáo dục đào tạo nói riêng, trường tiểu học Lê Văn Tám với một cái bề dày 23 năm liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc của thành phố, đặc biệt là năm 2007 trường vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Năm học này chúng tôi cũng đã xác định rất rõ cái nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể, đó là cuộc vận động, hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động 20 và cuộc vận động mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về tự học, tự sáng tạo và xây dựng cái nhà trường thân thiện, học sinh tích cực. Trường tiểu học Lê Văn Tám cũng đã có rất nhiều những hoạt động thiết thực chào mừng cái đại lễ 1000 năm Thăng Long. Hàng năm thì chúng tôi đều có giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp thành phố. Đặc biệt là các hoạt động văn thể mỹ thì chúng tôi đều có tham gia và có nhiều thành tích cao, kể cả toàn quốc cũng như thành phố các cấp. Từ nhà trẻ mùng 8 tháng 3, đơn vị anh hùng, được biết học sinh quận từ tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông tỷ lệ đỗ trong các kỳ thi rất cao, đạt nhiều giải thưởng các loại. Phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế ở các đơn vị sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ tiếp tục được duy trì và phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh tăng cao hơn năm trước đến 7,4%. Giá trị thương mại dịch vụ ngoài quốc doanh tiếp tục được duy trì ở mức tăng cao trên 16%. Việc hoạt động của Mai Linh thì cũng đạt được nhiều cái kết quả. Trong đó thì năm 2009 thì chúng tôi đã đầu tư được tới 2.100 xe và cũng tăng được gần 5.000 lao động, từ 4.700 mà bây giờ lên gần 10.000 lao động hiện nay tại khu vực. Doanh số năm nay thì chúng tôi đạt được 160%, vượt mức kế hoạch. Và mức độ đầu tư thì cũng 157%, tức là cũng so với kế hoạch thì chúng tôi cũng đã đầu tư tăng. Về vấn đề tham gia đóng góp nghĩa vụ ngân sách với nhà nước thì năm nay cũng là một năm mà Cục Thuế Hà Nội cũng đánh giá một cái rất là cao. Đối với tập đoàn cũng đã đóng
góp nộp ngân sách đầy đủ, và cũng là một phần tăng trưởng, góp một phần trong vào cái việc công tác về vấn đề xã hội. Năm 2010, cả nước cùng thủ đô tưng bừng mở hội mừng đại lễ Thăng Long 1000 năm tuổi, cũng là kỷ niệm 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Là địa phương được vinh dự mang danh Hai Bà, nhân dân toàn quận đang tích cực chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tập trung xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử thanh lịch, tinh tế trong gia đình và ngoài xã hội, văn hóa nơi công cộng, văn hóa giao thông, hưởng ứng tham gia công tác chỉnh trang tuyến phố, giữ gìn vệ sinh môi trường, hè phố, lòng đường, văn minh đô thị, xứng danh với vùng đất thanh lịch giữa lòng thành phố ngàn năm.